Đúng là con đường vào tâm hồn. Chúng ta hãy nhìn nhận chính tâm hồn của mình mà không phải so đo với những người xung quanh. Chúng ta nhìn vào chính con tâm hồn của mình để xem Chúa có vào, Chúa vào theo kiểu gì. Hãy đường vào tâm hồn của chúng ta nó gồ ghề, nó gập ghềnh, nó quanh co, hay nó nhiều ngóc nối, có thể Chúa chẳng biết được mà vào. Sứ điệp lời Chúa hôm nay nhắc nhớ với mỗi người chúng ta để chúng ta biết uốn nắn tâm hồn của chúng ta, để chúng ta mở đường một cách cởi mở cho Chúa vào, để rồi từ đó tâm hồn của chúng ta được cởi mở, được bình an, thì chúng ta sẽ sống với những anh chị em xung quanh, từ gia đình chúng ta cho đến hàng xóm, cũng như những anh chị em tôn giáo phải được bình an, và qua đó họ nhìn thấy Chúa ở trong con người chúng ta.